Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá 365 để cùng nhau cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay nhé. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có thông tin đáng chú ý sau đây. Trực tiếp bốc thăm AF Cup 2021, bảng nào cho đội tuyển Việt Nam? Các đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại AF Cup 2021 sẽ chính thức lộ diện sau lễ bốc thăm chia bảng diễn ra ngày 21 tháng 9 tới đây. AF Cup 2021 chính thức diễn ra cuối năm nay sau một năm tạm hoãn vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, AFF quyết tâm tổ chức giải đấu theo hình thức thi đấu tập trung thay vì đá sân nhà sân khách như trước. Chỉ còn một ngày nữa, lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2021 sẽ được diễn ra. Đây là lần đầu tiên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á áp dụng thực hiện bốc thăm theo công nghệ thực tế ảo, với sự tham gia trực tuyến của lãnh đạo AFF, đại diện các liên đoàn thành viên. Lễ bốc thăm AFF Cup 2021 diễn ra khi nào? Lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2021 được tổ chức trực tuyến vào lúc 14 giờ ngày 21 tháng 9 tại Singapore. Chương trình được truyền hình trực tiếp tại các quốc gia Đông Nam Á và trên các nền tảng mạng xã hội. Bốc thăm AFF Cup 2021 ở đâu? Singapore là nơi diễn ra lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2021. Quốc đảo sư tử nhiều khả năng chính là quốc gia đăng cai tổ chức giải đấu bóng đá quan trọng nhất Đông Nam Á nhờ tình hình dịch bệnh tương đối ổn định. Nhóm hạt giống bốc thăm AFF Cup 2021. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF đã tiến hành phân nhóm hạt giống cho các đội tuyển tham gia dự giải. Với tư cách đương kim vô địch, tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 của giải đấu, cùng nhóm với đội tuyển Thái Lan. 10 đội sẽ được bốc thăm để chia vào hai bảng đấu. Như vậy, tuyển Việt Nam sẽ không chạm trán đội tuyển Thái Lan tại vòng bảng. Cụ thể, kết quả phân nhóm như sau. Nhóm 1 Việt Nam, Thái Lan. Nhóm 2 Malaysia, Myanmar. Nhóm 3 Philippines, Indonesia. Nhóm 4 Singapore, Campuchia. Nhóm 5 Lào và Brunei hoặc Đông Timor. Tin tiếp theo, Đặng Văn Lâm không thể dự AFF Cup. Thưa quý vị, chấn thương nghiêm trọng khiến thủ môn Văn Lâm phải xa sân cỏ 4 tháng, không thể cùng tuyển Việt Nam bảo vệ trước vô địch AFF Cup 2020. Văn Lâm bị chật khớp vai trái. Theo kết quả chụp chiếu được câu lạc bộ Stereo Osaka công bố sáng ngày 20 tháng 9, anh cần khoảng 4 tháng điều trị. Thủ thành Việt Kiều sẽ vắng mặt trong 6 trận sắp tới đây của đội tuyển tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, gồm các chuyến làm khách của Trung Quốc ngày 7 tháng 10, Oman 12 tháng 10, Australia 27 tháng 1 năm 2022 và tiếp Nhật Bản 11 tháng 11, Saudi Arabia 16 tháng 11 và Trung Quốc ngày 1 tháng 2 năm 2022 trên sân Mỹ Đình. Văn Lâm cũng không thể thi đấu tại AFF Cup 2020, giải đấu được lùi lịch vì COVID-19, diễn ra ngày 5 tháng 12 năm 2021 tới ngày 1 tháng 1 năm 2022. Lễ bốc thăm AFF Cup 2020 dự kiến tổ chức trực tuyến ngày 21 tháng 9 tại Singapore. Việt Nam đang là đương kim vô địch, được xếp nhóm hạt giống số 1 cùng Thái Lan. Văn Lâm bắt chính khi Việt Nam thua Australia 0-1 trên Mỹ Đình ngày 7 tháng 9. Sau trận, anh lập tức bay về Nhật Bản tập luyện cùng Sergio. Trong buổi chia đội hình đá đối kháng, Văn Lâm va chạm với đồng đội và chấn thương hôm 13 tháng 9. Văn Lâm sinh năm 1993 tại Nga, anh trở về Việt Nam từ 2011 nhưng không thành công trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai và từng tính giải nghệ trước khi được Hải Phòng mời về năm 2015. Trong 4 năm chơi bóng ở Lạch Tray, anh tỏa sáng, được huấn luyện viên Park triệu tập rồi trở thành thủ môn số 1 của tuyển quốc gia, liên tục đầu quân cho câu lạc bộ nước ngoài Muang Thong United, rồi Stereo Osaka. Văn Lâm từng cùng Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, đứng thứ tư Asian Cup 2019, giữ sạch lưới trong 5 trận đầu vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Anh mất số bắt chính và tay tấn trường khi không thể bay sang UAE đá 3 trận cuối vòng loại 2 do đồng đội của anh ở Stereo Osaka dương tính với nCoV. Tin tiếp theo, câu lạc bộ Hải Phòng xin tổ chức vòng loại World Cup ở Lạch Tray. Thưa quý vị, Chủ tịch câu lạc bộ Văn Trần Hoàn đề xuất lấy sân Lạch Tray làm sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 thay cho sân Mỹ Đình. Hôm ngày 13 tháng 9, ông Hoàn gửi công văn lên Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng xin được làm việc cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam về việc Lạch Tray đăng cai vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, ông Hoàn chỉ xin tổ chức trận tiếp Saudi Arabia ngày 16 tháng 11 và Trung Quốc ngày 1 tháng 2.
Sau trận đấu với Australia, sân Mỹ Đình bị che xấu. Điều này ảnh hưởng tới hình ảnh quốc gia. Vì vậy, chúng tôi muốn đề xuất tổ chức tại Lạch Tray. Sân của chúng tôi mới được sửa lại, rất đẹp. Ông Hoàn chia sẻ với VN Express. Nếu Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với VFF. Sau trận thắng Việt Nam 1-0, huấn luyện viên Australia than phiền sân Mỹ Đình xấu, khiến đội bóng của ông không được chơi như ý. Truyền thông Australia thậm chí gọi sân là bãi cỏ bò gặm dở. Sân Mỹ Đình là đơn vị sự nghiệp trực thuộc quản lý của Tổng cục Thể dục Thể thao. VFF phải trả tiền thuê sân mỗi khi tổ chức các trận đấu của đội tuyển. Trước chỉ trích về mặt sân, Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình Nguyễn Trọng Hổ cho rằng sân vẫn đẹp, AFC đã kiểm tra và đánh giá tốt mới cho tổ chức trận đấu. Đội tuyển cần được thi đấu trên sân tốt, Lạch Tray mới sửa đáp ứng được các tiêu chí, ông Hoàn nói thêm. Lạch Tray từng bị coi là một trong những sân xấu ở Việt Nam, tuy nhiên Hải Phòng vừa đầu tư để làm lại mặt cỏ, dàn đèn và các phòng chức năng. Lãnh đạo VFF cho biết chưa nhận được văn bản đề xuất của Hải Phòng. Tuy nhiên, khả năng đội tuyển về Lạch Tray thi đấu khó xảy ra do nhiều quy định của AFC. Điển hình như địa điểm thi đấu phải có sân bay quốc tế để đội khách không phải di chuyển nhiều, khách sạn 5 sao để làm bong bóng an toàn, các sân tập chất lượng gần sân chính. Việt Nam đứng áp chót bảng B sau 2 trận thua Saudi Arabia 1-3, Australia 0-1. Đội trở lại tập luyện vào 16 tháng 9 để chuẩn bị 2 trận làm khách của Trung Quốc và Oman trong tháng 10. Tin tiếp theo, cầu thủ Trung Quốc chỉ ra điểm yếu của tuyển Việt Nam. Thưa quý vị, tiền đạo Zhang Yuning cho biết toàn đội Trung Quốc đang rất tập trung hướng tới chiến thắng trước tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, khu vực châu Á. Tối 19 tháng 9 giờ Dubai, tuyển Trung Quốc trở lại tập luyện tại sân phụ Stadia sau 2 ngày nghỉ. Sao trẻ Zhang Yuning trả lời truyền thông trước buổi tập và cho biết, sau khi thua 2 trận đấu, chúng tôi đang thực hiện một số chuẩn bị cho 2 trận tiếp theo, đặc biệt về mặt thể lực. Trọng tâm của tuyển Trung Quốc là chuẩn bị trận gặp Việt Nam ngày 7 tháng 10. Tiền đạo 24 tuổi nói, chúng tôi biết rằng trận gặp Việt Nam rất quan trọng, chúng tôi nghiên cứu đối thủ, sẽ khai thác khu vực giữa sân và hàng hậu vệ của họ. Tôi rất tự tin đội tuyển sẽ đánh bại Việt Nam, chúng tôi chắc chắn sẽ làm được. Yuning là một trong những cầu thủ trẻ nhất của tuyển Trung Quốc, từng là thủ lĩnh đội U23. Anh từng có tên trong danh sách trận U22 Trung Quốc thất bại 0-2 trước Việt Nam trong trận giao hữu trên sân nhà năm 2019. Tuy nhiên, Yuning chỉ ngồi trên ghế dự bị trận đó. Trận đấu cấp độ trẻ chúng tôi thua nhưng nó dường như không liên quan nhiều đến hiện tại. Tuyển Việt Nam nghĩ rằng trận tới là cơ hội tốt để đánh bại Trung Quốc và chúng tôi nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để hạ Việt Nam, Yuning nói thêm. Trong 2 trận đầu tại vòng loại 3 World Cup, Yuning mới đá được khoảng 10 phút khi vào sân thay thế Elkenson ở phút 82, trận thua 0-3 cho Australia. Tiền đạo 24 tuổi cạnh tranh vị trí quyết liệt với các đàn anh như là Elkenson, Alan hay Woolley. Sau 2 lượt trận đầu, Việt Nam và Trung Quốc đều chưa có điểm. Trận đấu tới đây là cơ hội để một trong hai đội bứt lên. Sina nhận định đây là cuộc đối đầu đầy hấp dẫn giữa hai đội từ trước đến nay và Việt Nam có nhiều tiến bộ trong những năm gần đây. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc chi 620.000 đô trước trận gặp Việt Nam. Thưa quý vị, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc CFA chi mạnh tay nhằm tạo mọi điều kiện để thầy trò ông Li Jie có sự chuẩn bị tốt cho trận gặp Việt Nam tại vòng loại World Cup. Theo Sina, tổng số tiền CFA chi ít nhất là 620 đô, hơn 14 tỷ cho tuyển Trung Quốc một tháng ở UAE. Số tiền bao gồm tiền thuê khách sạn, sinh hoạt và mời đối thủ đá giao hữu. CFA đã thuê chọn khách sạn 4 sao tại Stadia cho tuyển Trung Quốc với khoảng 80 thành viên. Với việc ở lại UAE một tháng cùng các chi phí phục vụ ăn uống, sinh hoạt, CFA tiêu tốn khoảng 420.000 đô, tức khoảng 9,5 tỷ. Số tiền này chưa gồm việc thuê sân tập mỗi ngày. Ngoài ra, Sina tiết lộ, CFA đang đàm phán với Liên đoàn bóng đá Syria để hai đội có thể đá giao hữu ngày 30 tháng 9. CFA sẵn sàng trả phí khoảng 250.000 đô, tức là khoảng 5,7 tỷ, để Syria nhận lời. Đội tuyển bóng đá quốc gia được đầu tư rất nhiều tiền để giành chiến thắng trước Việt Nam. Bây giờ cả đội đang chịu áp lực rất lớn nếu không thắng được Việt Nam, Sina nhận định. Trung Quốc sẽ tiếp học trò của thầy Park ngày 7 tháng 10 tại UAE. Do dịch bệnh, Trung Quốc không thể đá trên sân nhà và phải thuê sân trung lập ở Stadia UAE. Để chuẩn bị trận gặp Việt Nam, thầy trò ông Li Jie đã tới UAE ngày 8 tháng 9, bắt đầu tập luyện từ ngày 13 tháng 9. Để đảm bảo về mọi thứ, CFA đã phân công một đội ngũ quản lý với 24 thành viên bao huấn luyện y tế. Ngoài ra còn có lực lượng an ninh hậu cần, đầu bếp với khoảng 20 người. Trận đấu giữa Trung Quốc và Việt Nam nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông và người hâm mộ hai nước. Sina nhận định đây là cuộc đối đầu hấp dẫn nhất giữa hai đội từ trước tới nay
bởi Việt Nam có nhiều tiến bộ trong những năm gần đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 365. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh Bóng Đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!